vừa thất nghiệp vì một tập đoàn vừa mới ra đi vì các bạn biểu tình quá tuyệt vời. Các bạn hãy xem các bạn đã làm điều gì cho chính mình. Hỡi các công nhân ở Long An, cái đó người ta có gọi là chơi ngu lấy tiếng không? Chơi ngu lấy tiếng, nó được tiếng thì hay quá. Người ta bảo đau lòng. Báo luôn đi. Có sức đau lòng các bạn à. Tôi nói các bạn, chính các bạn đang tự đổ mọi cơm của mình. Đó là một phần nữa là các anh bảo hiểm thất nghiệp sẽ chuẩn bị mệt quá trời, nghĩ lại và nhìn thử gia đình nghĩ